Chào mọi người, hôm nay mình sẽ đi cắm câu cá ngát bằng chai nhựa và cái lưỡi câu là chúng ta tóm hai lưỡi. Chúng ta xem cái hiệu quả cắm như thế nào ha. Giờ mồi là mồi về mình chút xíu mình mồi bằng tôm sú nha. Do không có mồi câu cho nên bây giờ mình đi dở lú đặng mình kiếm mồi. Mình cắm câu cá ngát nha anh em. Đây. Đây. Đây là thành quả của mình đây. Bây giờ mà chúng ta là sử dụng những con tôm sú này để làm mồi nha anh em. Mình sẽ móc vào những cái cần câu hai lưỡi lưỡi câu hai lưỡi đây và chai nhựa để chúng ta là cắm câu. Đây là những miếng mồi câu bằng tôm sú đây. Mình đã móc và đây là mình đang gỡ đặng mình móc. Mình làm mồi đi câu. Mồi đã xong, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đi thả câu. Chúng ta thả câu trong vuông vuông tôm để mà bắt cá ngát. Đây đây là cần câu đây. Đây. Anh em thấy chưa? Rồi bây giờ bắt đầu mình tiến hành mình quăng nha, mình thả. Đó. Bây giờ chúng ta thả rồi. Chúng ta sẽ chờ tới chiều rồi chúng ta sẽ đi thăm và chúng ta sẽ biết kết quả nha. Rồi sáng mình giăng câu cá ngát bằng chai nhựa thì chiều nay mình đi thăm nha anh em. Bây đây là một cái chai nhựa mà cá nó lôi vô trong mấy cái nằng này. Quá rồi anh em. Đây. Đây. Đây là con cá to tướng nè anh em. Đây anh em thấy chưa? Mà con cá to tướng. Đó, được một con nha anh em. Một con. Rồi chúng ta giờ chúng ta tiếp tục. Chúng ta tiếp tục đi thăm nữa. Sáng mình thấy chỗ này mà giờ nó lôi đâu mất tiêu rồi. Giờ phải đi kiếm nó là không biết là nó lôi đi đâu rồi. Trời ơi, nãy giờ mình đi kiếm quá trời. Đây đây đây. Các bạn thấy không? Đây. Nãy giờ nó lôi. Nó lôi mình kiếm giáp cả cái vuông mới thấy. Đây. Quá khứ cá ngát khổng lồ đây, thành quả của mình nhé anh em. Dân bốn chai, được hai chai, có con cuối cùng này. Nãy giờ mình đi kiếm quá trời, bơ giáp vuông đây, thành quả cuối cùng của ngày hôm nay. Bốn con tôm sú. Cảm ơn anh em đã xem video như vậy và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn rất nhiều.